Kêu anh xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, có nhiều thực phẩm bổ dưỡng khi để vào trong tủ lạnh thì lại sản sinh ra chất độc và gây nguy hiểm tới tính mạng của chúng ta mà nhiều người lại không hề hay biết Và dưới đây sẽ là những loại thực phẩm mà bạn tuyệt đối không nên bỏ vào tủ lạnh Những loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh 1. Hành tây Bỏ hành tây trong tủ lạnh có khả năng cao bị hư hỏng và sẽ khiến các loại thực phẩm xung quanh bị nhiễm mùi hăng vốn có của hành Vì vậy ta chỉ nên bảo quản hành tây trong môi trường khô ráo. Tuy nhiên, nếu hành tây đã được cắt dở, ta có thể bọc kín chúng lại và đặt trong tủ lạnh để vẫn giữ được độ tươi ngon mà không lây mùi sang thực phẩm khác. Hai, đào xanh, mơ và mận chưa chín. Những loại trái cây chưa chín này không nên bảo quản trong môi trường tủ lạnh cho đến khi chín tới, vì nhiệt độ thấp sẽ ngăn cản quá trình chín tự nhiên của trái cây xanh. Nếu như trái cây chín, và có nguy cơ hỏng nếu không ăn hết. Bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, bạn nhớ bọc trái cây thật kỹ và tránh để chung với đồ sống, hạn chế lây mùi và vi khuẩn. 3. Tỏi. Nếu bạn tích trữ tỏi khô ở tủ lạnh, tỏi sẽ bị héo khô quắt do mất nước, hương vị của tỏi cũng bị bay hơi mà chúng ta quen gọi là mất mùi. Để càng lâu tỏi càng mất chất, không còn hương vị như ban đầu. Không những thế, mùi tỏi còn tác động đến các loại thực phẩm khác, gây ra các phản ứng dẫn đến tủ lạnh có mùi khó chịu. 4. Khoai tây Khi lưu trữ ở nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống, tinh bột khoai tây được chuyển thành đường. Kết quả là trạng thái và hương vị của khoai tây sẽ thay đổi theo chiều hướng không tốt. Vì vậy, bạn nên lưu trữ trong túi giấy. Ngoài ra, không nên để khoai tây trong túi ni lông vì hơi ẩm tích tụ không thoát ra ngoài sẽ khiến khoai bị thối giữa nhanh hơn. 5. Cà chua là loại thực phẩm cũng hay được đặt trong tủ lạnh vì người ta sợ rằng chúng sẽ bị hỏng và thối. Tuy nhiên trên thực tế, khi được giữ trong tủ lạnh, hương vị của cà chua thay đổi theo chiều hướng xấu. Loại trái cây này thích ấm, vì vậy chúng ta nên giữ chúng ở điều kiện nhiệt độ phòng, nhưng không để tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, để tăng độ chín, lưu trữ trong một túi giấy. Cà chua sau khi chín có thể tươi ngon trong 3 tuần. 6. Mật ong nếu được bảo quản ở điều kiện bình thường có thể để rất lâu. Tuy nhiên, nếu giữ trữ trong tủ lạnh sẽ làm tăng tốc độ kết tinh của đường, biến nước mật ong thành một thứ gần giống như bột và rất khó để múc ra sử dụng. 7. Sô cô la. Để trong tủ lạnh thường có hơi nước trên bề mặt, không những mất đi hương thơm vốn có của sô cô la mà chính hơi ẩm tạo thuận lợi cho vi khuẩn sản sinh. 8. Dầu ăn. Dầu ăn là một trong những thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh. Nếu bảo quản bằng tủ lạnh sẽ khiến dầu bị đặc lại, nhất là đối với dầu ô liu và dầu dừa, sẽ khiến bạn khó lấy ra sử dụng và mất thời gian làm nóng nó lại. Cách bảo quản tốt nhất là có thể để dầu ăn ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng. 9. Cà phê. Cà phê là một trong những thực phẩm không nên để trong tủ lạnh vì sẽ bị mất hương vị, khi uống sẽ không còn thơm ngon. Ngoài ra cà phê có một tính chất đặc biệt là hấp thụ tất cả các mùi xung quanh nó. Điều đó sẽ làm mất đi mùi cà phê độc đáo và thay vào đó là tất cả các mùi hương của các loại thực phẩm trong tủ lạnh. Tốt nhất, bạn chỉ nên bảo quản cà phê trong hộp kín và để ở nhiệt độ phòng bình thường. 10. Bánh mì và đồ nướng. Mặc dù nhiệt độ tủ lạnh có thể giữ bánh mì hoặc thực phẩm được nướng chín lâu hơn, nhưng tủ lạnh có nhược điểm là sẽ làm cho những thực phẩm này nhanh chóng khô và cứng. Sở dĩ là vì nhiệt độ trong tủ lạnh quá thấp. Cấu trúc tinh bột trong những thực phẩm này sẽ thay đổi ở nhiệt độ thấp và mất đi độ mềm xốp vốn có. Những lưu ý khi để đồ ăn trong tủ lạnh: Các loại trái cây và rau củ như chuối, dưa hấu, đu đủ, bí xanh dễ bị lão hóa trong tủ lạnh nên hạn chế bảo quản trong tủ. Có những loại trái cây vỏ xanh thì quá trình chín sẽ được thúc đẩy khi để trong tủ lạnh. Không dùng túi ni lông màu bảo quản. Túi ni lông màu là túi ni lông tái chế thường rất độc hại nhất là loại màu đen, chứa nhiều phẩm độc dễ gây bệnh cho người dùng, có thể dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, người Việt Nam đa số sử dụng bọc ni lông để đựng thực phẩm, đồ ăn, nên trong tủ lạnh chứa đầy túi ni lông là điều không tránh khỏi. Bạn có thể bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh bằng túi ni lông, nhưng với điều kiện đó không phải là túi ni lông tái chế, mà tốt nhất nên bảo quản thực phẩm trong hộp kín hoặc nhựa thủy tinh. Để ráo nước thực phẩm Những thực phẩm tươi sống như rau quả, thịt cá, bạn cần phải làm sạch và để khô thực phẩm rau củ, hoa quả trước khi cho vào tủ. Có như vậy thì trong tủ lạnh sẽ không bị đông nước ở các ngăn chứa, ngăn ngừa vi khuẩn hình thành, rau củ cũng không bị hư hay biến màu do ảnh hưởng của độ ẩm. Vâng, để đảm bảo sức khỏe cho cả bạn cũng như là cả gia đình thì chúng tôi khuyên các bạn không nên để những loại thực phẩm vừa kể trên vào trong tủ lạnh. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại